Anh em nha, bây giờ em quay tiếp một chiếc máy về hôm qua. Thì chiếc này số khung của nó là 3143, giá tiền là 290 với lại là bao dọn mới nguyên chiếc nha. Đây số khung ở đây. Nay trời hơi tối em quay phát hộ chợ đèn, anh em thông cảm coi đỡ em á. Em quay cho anh em xem sớm nhất rồi anh em lựa từ xa. Ở đây có dịch Covid đó. Em quay sơn vòng trước đây. Đó. Chân của nó đây, còn nguyên xi luôn nha, mới chạy siêu đẹp lắm. Này chưa gắn vô nha nè, dán thì tùm lum dạ quang đây nè, cũng đẹp á. Chớp thì còn nguyên nha, nó hơi móp xíu nhưng mà còn đẹp đó, khá là đẹp rồi. Rồi xong con này nha, cảm ơn anh em theo dõi nha.